Dạ vâng, em Tuấn chào quý anh chị nha. Đó, ngày hôm nay thì em sẽ đi tổng hợp cửa hàng bên em tất cả các mẫu xe đang có tại cửa hàng nha. Và một mẫu xe đang dọn dẹp phía sau, và một mẫu số mẫu xe đang về nha anh em nha. Đó, cửa hàng ô tô Bình Dân bên em nè, chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe tiêu dùng từ 100 triệu tới 700 triệu nha. Anh em nào biết ai mua hoặc bán xe thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0904804567 nha. Đó, bên em vẫn có bán xe dịch vụ dọn ra nha. Đó, dịch vụ mà giá nó rẻ phải chăng thì anh em mình cân nhắc cái số tiền mình trước khi mình mua. Thì nói chung là mình mua xe dịch vụ gia đình thì bên em đều có nha anh em nha. Đó, bây giờ em sẽ đi tổng hợp ở cái cửa hàng bên em cho anh em mình xem nha. Đó, cửa hàng của em thì nằm tại DT743 392 đường DT743 khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha anh em nha. Đó, thì anh em cứ đánh vô Google ngã ba cây điệp Dĩ An, Bình Dương chỗ nào thì đó xét cửa hàng bên em sẽ đón anh em nha. Đó, trước mắt của anh chị đây là mẫu Innova 2013, xe chuẩn gia đình, em bao tết hãng cho anh em mình nha. Xe không mất một phân keo chỉ nha anh em nha. Đó, 2013 không mất một phân keo chỉ luôn. Xe zin, con này em có video chi tiết cho anh em rồi nha. Đó, xe thì hôm nay thì cho dọn rửa sạch sẽ rồi, anh em cho dọn rửa rồi nha. Đó, Innova 2013, xe cọp một chủ từ đầu nha, không taxi không dịch vụ nha anh em nha. Con này em bao tết hãng cho anh em mình, biển số 79 Khánh Hòa nè. Đấy, em bán cho anh em với giá là 342 triệu đồng nha anh em nha. 342 triệu đồng em sẽ bao rút hồ sơ cho anh em mình nha. Xe thì cực kỳ đẹp rồi. Đó, nói chung là bên em bán xe dịch vụ thì em nói dịch vụ ra cho dễ. Anh em mình nói chung là mua bán có sao em nói vậy cho anh em mình luôn. Đó, để sau này anh em mình khỏi mất lòng. Nên anh em mình đừng có so giá mấy cái chỗ mà bán xe dịch vụ ra thì nó hơi khó cho em nha. Còn bên em vẫn bán xe dịch vụ cho anh em, anh em mình cân nhắc số tiền nha. Đó, còn em bán thì có sao em nói vậy luôn nha. Cái con này em bán ra, em bao cho anh em không taxi dịch vụ, máy số zin, đó, keo chỉ zin 100%, không taxi không dịch vụ nha anh em nha. Mang màu bạc rất là đẹp, em bán 342 triệu em còn bớt lọc cho anh em mình nha. Đó, giờ kiếm một con xe đẹp mà bán cho anh em mình cũng rất là khó, nên giá xe đẹp thì người ta bán cao, thì nói chung là em bán giá cũng em mua cũng lời ít, em bán giá hợp lý cho anh em mình nha. Đó, Innova 2013 CE chuẩn gia đình, em bán cho anh em 342 triệu nha. Đấy, còn đây là mẫu Vios E 2015. Đấy, xe này chuẩn gia đình cũng không lỗi luôn nha anh em nha. Màn màu vàng cát rất là đẹp nè, mang biển số 61A21271, xe chuẩn gia đình nha, không taxi dịch vụ nha anh em nha. Đó, xe thì gia đình sử dụng, xe được lên đồ chơi rất là nhiều nè. Đấy, anh em mình xem nè, màn hình Android rồi, nội thất đồ mới, xe thì đẹp cực kỳ luôn rồi. Bản E thì mấy cái này nó màu nâu, màu rất là sáng, rất là đẹp nha. Đấy, em bán anh em là 318 triệu đồng, xe được lên full đồ chơi về mưa rồi, mấy cái đây này inox luôn này, rất là đẹp luôn nha. Em bán cho anh em với giá là 318 triệu đồng nha anh em nha, 318 triệu đồng nha. Còn đây là mẫu Kia Carin một số sàn bản full 209, xe màu đen. Anh em nào hợp phong thủy màu đen thì cứ alo cho em Tuấn theo số điện thoại là 0904804567 nha. Xe thì vô lên full đồ chơi nè, ốp mẹ nè, xe lâu ngày đỡ dơ nè, anh em mình xem nè, không, nói chung là ngày nay cũng bán được 5 con xe thì cũng không có thời gian mà dọn rửa xe nha, anh em mình thông cảm anh em nè. Nhưng mà xe sơn sơ rất là đẹp nha anh em nha. Bộ mâm nè bên em cho phay lại rất là đẹp nha anh em nha. Đó, số sàn 209 bản full, không taxi không dịch vụ, xe chuẩn một chủ từ đầu, chạy chuẩn là 76.000 cây nè anh em nha. Đó, vô lăng cụ số rất là đẹp luôn nha, vô lăng cụ số zin rất là đẹp luôn. Đây, anh em mình xem con ga nè, đó, nhìn hợp đẹp không, rất là đẹp, nhìn miên màu đen đẹp miên man rồi mà có thêm mấy cái dép inox nè, nhìn rất là đẹp xe nha, rất là sáng xe luôn nha. Đó, mẫu xe 5+2 chỉ có 239 triệu đồng nha anh em, 239 triệu đồng anh em đã sở hữu được mẫu xe Kia Carin 209 nha anh em nha. Đấy, còn đây là mẫu Innova 2012, con này là chuẩn gia đình, không taxi không dịch vụ nha anh em nha. Đó, không taxi không dịch vụ nha, em bán cho anh em 310 triệu đồng, 310 triệu đồng cho mẫu Innova 2012 nha. Đó, giá trên là còn bớt lọc lá cho anh em mình nha. Đó, không phải kêu xe bán gì nha, còn xe em bán ra em có cam kết bằng văn bản cho anh em, cứ phát hiện taxi dịch vụ em Tuấn xin nhận lại xe và hoàn đủ số tiền anh em mình mua xe nha. Đó, sau đó em sẽ tặng cho anh em 10 triệu tiền gọi là đi lại công tác phí mình. Đó, còn keo chỉ thì rin 100% nha anh em nha. Innova 2012 xe bản E
xe chuẩn gia đình mang biển số 60 Đồng Nai nè. Đấy, em bán cho anh em với giá là 310 triệu đồng nha anh em nha. Chỉ có 310 triệu đồng anh em được sở hữu được mẫu xe đời cao rồi nha. Đấy, đây là mẫu Innova 2008 nha anh em nha. 2008 chỉ có 186 triệu đồng nha. Thôi, em bán giảm cho anh em luôn 180 triệu đồng. 180 triệu đồng nha. 2008 xe lên full G. Đó, con này là bản G nha anh em nha. Bản G chắc chắn là phải quay dịch vụ rồi. Đó, không có phải cho thuê tự lái gì luôn. Nó là dịch vụ ra. Đấy, em nói luôn, tiền mình bỏ ra, tiền mình ít thì mình sở hữu được mẫu xe này nha. Đó, xe được lên full đồ này, lên vô lăng, màn hình, ba dàn điều hòa, nội thất mới. Đó, máy móc. Mấy con này em bán ra em vẫn bảo hành máy móc cho anh em là 6 tháng nha anh em nha. Đó, xe được lên lên rất là đẹp luôn. Em bán cho anh em chỉ có 180 triệu đồng nha, 180 triệu đồng thôi nha. Đấy, còn đây là mẫu Ford Everest 2005, số sàn máy dầu. Đấy, số sàn máy dầu, xe sơn si cực kỳ bóng bẩy luôn. Con này cũng không lỗi luôn anh em nha. Keo chỉ zinc, không đâm đụng, không ngập nước. Em bán xe ra tất cả xe bên em, em đều bao cho anh em là bao đâm đụng, bao ngập nước nha anh em nha. Nên anh em cứ yên tâm về chất lượng xe bên em nha. Đấy, còn ví dụ như những con dịch vụ này thì có mấy cái chỗ chỉ. Đó, mấy cái chỗ chỉ này nè. Chỉ đây còn zinc luôn nha. Đó, chỉ đây chỉ zinc, chui chạy lại nha. Đó, ví dụ như cho những con chỉ thì em dịch vụ thì mình mua thì mình chịu nha. Đó, nên nói chung dịch vụ thì hai bên người chạy chứ không phải là một người chạy, nên xe nó không có được đẹp hoàn hảo. Còn ví dụ như những con xe một chủ, ví dụ như những con xe gia đình như con Kia Carrera này nè, đó, bản full, số tự động 2010, mâm đúc đồ rất là đẹp luôn nha. Đó, số tự động 2010 nha anh em nha. Em bán cho anh em với giá là 285 triệu đồng nha. Em bao rút hồ sơ gốc cho anh em mình luôn. Xe thì cực kỳ sạch sẽ, màu xám lông chuột nè. Dàn chân thì bên em cũng cho phay lại nha. Đó, dàn chân em cũng cho phay lại nè, màu xám lông chuột. Xe lên lóc là nhiều ốp rồi. Đó, rất là đẹp luôn. Số tự động này, vô lăng củ số nè. Đấy, con này chạy chuẩn anh em 115.000 cây. Em bao tiếp hãng cho anh em mình nha. Đấy, em bao tiếp hãng cho anh em mình luôn. Xe thì đẹp men men rồi. Đó, số tự động nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, mang biển số Đà Nẵng này, 285 triệu em bao rút hồ sơ cho anh em mình nha. Rồi đây là tiếp theo là mẫu Innova 2016, xe chuẩn chỉ gia đình, không lỗi nhỏ. Con này em cũng bao tiếp hãng anh em mình luôn. Đấy, xe thì đẹp căng luôn. Đấy, đẹp căng luôn nha anh em nha. Màu xám lông chuột 2016, xe chuẩn chỉ gia đình nha anh em nha. Đó, bên em bán ra em có cam kết bằng văn bản đóng dấu cửa hàng. Anh em nào cứ chạy ra gara hoặc là tiếp hãng, con xe nào em cam kết. Ví dụ như anh em thấy keo mất keo chỉ, hoặc là đi gặp anh em thợ nào gọi mất keo chỉ hoặc là xe, nói là xe taxi dịch vụ, bên em sẽ nhận lại xe nha. Và em hoàn toàn đủ số tiền anh em mình mua luôn. Đó, về tặng thêm 10 triệu tiền công tác phí đi lại nha. Xe thì đẹp miên man rồi. Con này em cũng có video chi tiết cho anh em mình nha. Em bán cho anh em là 468 triệu em sẽ bao rút hồ sơ cho anh em mình nha. Đấy, xe thì đẹp miên man. Dàn gầm con này cực kỳ đẹp luôn em nha. Giờ ban đêm em không quay được cho anh em mình nha. Đấy, rồi bên hông này có mấy con Innova 25, 26 đầu đầy nè. Nhưng mà thời gian có hạn thì em cũng quay chi tiết cho, quay sơ cho anh em mình nha. Đó, đấy, con trước mặt của anh chị đây là một con báo đen. Đấy, gầm cao máy thoáng, chạy hơi heo xăng nha anh em nha. Đúng nói luôn, chạy hơi heo xăng một tí, nhưng mà được nước chạy thì khỏi cái bàn luôn. Captiva đời 2008 em bán cho anh em với giá là 238 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng nha anh em mình nha. Con này thì rinh nha, rinh 100%, không taxi không dịch vụ. Thôi, mấy con này cũng không ai taxi. Đó, do em quen mồm nha anh em nha, xin lỗi anh em nha. Đó, xe thì cực kỳ đẹp này, vô lăng củ số cực kỳ đẹp luôn, số tự động. Đó, keo chỉ thì rinh nè, đẹp không? Keo chỉ em bao anh em con này rinh, máy số vẫn còn zin nha. Đó, cái dòng này mà máy số zin thì anh em biết rồi. Đó, dòng này cực kỳ hay lỗi điện, nhưng mà xe mà lỗi điện là bên em không mua luôn nha. Đó, em nói luôn, anh em dù có sửa đi chăng nữa, thay hộp điện mới đi chăng nữa, nó cũng chạy vẫn dở nha. Đó, hộp điện nó độc dở lắm anh em nha. Đó, nội thất zin nè, nhìn da xịn nè, nhìn da xịn cho nó xuống liền anh em, ngồi lên nó xuống luôn. Đó, trần nỉ nè, đó, trần nỉ sàn nỉ còn zin luôn nè. Em bán cho anh em chỉ giá 238 triệu đồng thôi nha. Đó, giá kẻ yêu thương luôn, còn bớt còn thương lượng nha. Anh em nào thích mẫu xe nào cứ alo trực tiếp cho em Tuấn theo số điện thoại là 0904804567 nha. Đó, số đó cũng là số Zalo của em.
Ví dụ như xe bên em nhiều quá thì anh em hỏi cứ kêu chụp hình chi tiết đó, thì anh em mà thích thì cứ kết bạn Zalo với em, thì em ví dụ như ở ban đêm thì nói chung là sáng mai em sẽ chụp gửi cho anh em nha. Đó, rồi mẫu Captiva này xe cực kỳ đẹp rồi, không bàn về xe nữa, chỉ bàn về giá thôi, 238 triệu đồng, em còn bớt còn thương lượng anh em mình nha. Đó, xe bên em về rất là nhiều, còn bãi sau nữa. Anh em nào thích mẫu nào thì cứ alo trực tiếp em Tuấn theo số điện thoại là 0904804567 nha anh em nha. Rồi chào anh em luôn nha.